Hàn Quốc bán giá 4 triệu và đôi loa Pioneer bán giá 4,5 triệu V31 này cho khách ở thành phố Bắc Giang. Tôi test lại sản phẩm âm ly này rất khỏe luôn, chạy 4 con sò sắt. Đặc thù âm ly này thì nó sẽ chỉnh được lời volume đây, bass, mid, tem, đằng này vậy. Đây là đường vào âm thanh A hoặc B. Mùa xuân không ai, rừng ngàn lá gió, tông đêm nhắc nhở. Âm ly này tiếng cực lớn cực khỏe này. Nút vàng này, nút vàng này là nút cân loa. Về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ